Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay chúng em lại về được rất là nhiều các cái dòng nâng tiếng của DMX mã là CV800. Thì thoạt nhìn qua thì chúng ta cũng thấy khá là giống với những chiếc nâng tiếng của TD Acoustic, đúng không ạ? Nhìn khá là giống luôn, và thật sự là nhìn qua ấy thì anh em rất là khó có thể là phân biệt được đâu là con TD Acoustic và đâu là con DMX, đúng không ạ? Thì đây chỉ có duy nhất là một chiếc logo là khác nhau thôi về DMX. Còn con nâng tiếng của TD Acoustic thì logo nó là sẽ là TD và vẫn đặt ở trong một cái hình khối như thế này. Đó. Thế nên là về cái thiết kế thì hiện tại ấy, trên thị trường âm thanh hoặc là về điện thoại cũng vậy thôi. Thì họ bên Trung Quốc ấy, nhà máy thì họ sẽ có một cái nhà máy là chuyên thiết kế cho các công ty đặt hàng, đúng không ạ? Thế nên là về cái nội thất thì nó có cái bề ngoài này, cái ngoại thất của em nó này thì nó khá là giống nhau. Tuy nhiên cái nội thất thì họ sẽ thay đổi tùy vào điều kiện đặt hàng của mỗi một công ty người ta đặt hàng anh em nhé. Thế nên là hôm nay là chúng em về được những cái dòng DMX với tiếng rất là hay, với giá rất rẻ. Anh em quan tâm thì vui lòng để lại bình luận dưới giúp em. Và vừa rồi ấy, thì em có test qua một đoạn nhạc mở đầu cho anh em nghe qua, đúng không ạ? Khi em ấn in bypass đó, kích vào và nhả ra thì cái tiếng nó thay đổi hoàn toàn. Thì đó là cái chất âm của em DMX này. Và bây giờ thì em sẽ review qua cho anh em nhé. Thì với mặt trước thì chúng ta sẽ có hai vế channel 1 và channel 2, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái phím chiết áp như là now mic này, tone này, processor này và high mic này. Đó, đây là dành cho vế channel 1. Còn đây là channel 2 thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nó không khác gì nhau, đúng không ạ? Và đây là chúng ta sẽ có hai đường cắt sắp. Đó, em xin lỗi, một đường cắt sắp và một đường to nhỏ dành cho sắp. Thì đây là chúng ta có thể cắt cao thấp này. Đó, và đây là chúng ta có thể là tăng to nhỏ âm lượng của sắp nhé. Và anh em có thể thấy đây là có chữ là Technology by DMX China, thì có nghĩa là DM này nó thiết kế theo cái thế của công ty DMX Trung Quốc anh em nhé. Đó. Và đây thì chúng ta sẽ thấy này, đây chúng ta có chỉnh pha luôn này. Đó. Không độ trong 180 độ. Cái nút này thường thì anh em hay dùng cho những cái con sắp hơi, còn sắp điện thì trên bản thân cái mạch sắp thì nó đã có rồi. Và đây chúng ta sẽ có tiếp tục là nút cắt giải này, NPF này. Đó, giải thừa, giải thiếu chúng ta có thể cắt ở đây nhé. Đây cũng vậy thôi, hai bên. Đó, và đây là mặt trước. Đây là mặt trước của em nói anh em nhé. Còn đây một chi tiết nữa là đây nó có một nút này, display này. Chúng ta có thể tích vào đây để chúng ta thay đổi hiệu ứng. Một là chúng ta sẽ để nguyên cái logo này nó hiện lên. Hai là khi cấp tín hiệu vào thì nó sẽ nhảy theo cái đèn nháy như vừa rồi em đã mở anh em nhé. Đây chính là nút vậy. Còn phía sau thì em cũng đã đặt ra phía sau cho anh em này. Đó, phía sau em vào đây thì chúng em sẽ có là hai đường in và out. Một là in out bằng Canon được cái. Hai là chúng ta có in out của AV Hoa Sen. Canon được cái thì anh em có thể dùng vùng vang hoặc đẩy, còn AV Hoa Sen thì chúng ta có thể dùng cho âm ly. Đó, tùy theo anh em đang dùng cái thiết bị gì. Ví dụ như anh em đang dùng những cái dòng nọc xì cổ ngày xưa ấy, hoặc là những cái dòng âm ly thì chúng ta sẽ dùng AV Hoa Sen này. Và khi anh em mua những cái sản phẩm này thì chúng em sẽ tặng dây kết nối. Một là sẽ tặng dây kết nối Canon được cái, hai là tặng dây kết nối AV Hoa Sen cho anh em để anh em về có thể phù hợp khi lắp ghép với dàn âm thanh nhà mình anh em nhé. Và đó là cái chi tiết, đó chi tiết của sản phẩm này. Thì như lúc đầu em cũng đã nói là cái sản phẩm này cái giá rất là rẻ cho anh em, và những cái sản phẩm này chính là chính hãng và được bảo hành 1 năm cho toàn thể anh em. Anh em có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, cũng như là để lại số điện thoại bên em sẽ gọi và hỗ trợ anh em. Và cảm ơn toàn thể em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Anh em thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào anh em.